kênh Bất Động Sản Nhà Tốt. Bất Động Sản Nhà Tốt là kênh chuyên giới thiệu về đất thổ cư như nhà ở liền kề có diện tích trên sổ đỏ là từ 30m² trở lên và có giá bán là chỉ từ 900 triệu. Thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một dự án mới của bên em ở Xuân Phương thuộc quận Nam Từ Liêm. Thì là đây em đang đứng trước cái vị trí của ngôi nhà. Ngôi nhà này với diện tích là 30m², hướng nhà là hướng Đông Bắc và được xây dựng là 4 tầng. Xin mọi người cho em nhé. Phía trước của ngôi nhà đây ạ. Phía trước của ngôi nhà là được ốp bằng gạch granite loại A1 của Primer, rất là đẹp, màu sắc rất là nhã nhặn. Đây là cửa chính của ngôi nhà. Phần cửa chính của ngôi nhà thì là có hai lớp. Lớp ngoài là lớp là cửa sắt, cửa kéo bằng sắt, cửa bên trong lớp thứ hai là cửa gỗ kính ạ. Rất là hiện đại. Và tiếp theo em xin giới thiệu với mọi người, đây là tầng 1 của ngôi nhà. Thì đây là tầng 1 của ngôi nhà, đây là phòng khách, có phòng khách và phòng bếp. Đây ạ, toàn bộ theo mọi người quan sát thì là cái tầng 1 của ngôi nhà của bên em đã được hoàn thiện toàn bộ về trần thạch cao cũng như là hệ thống đèn điện. Toàn bộ hệ thống đèn LED được lắp đặt rất là sáng cũng như là rất là tinh tế để trang trí cho ngôi nhà mình. Mọi người có thể nhìn xung quanh phòng khách của bọn em được dán giấy dán tường rất là đẹp theo một cái phân khúc hiện đại trẻ trung với ngôi nhà rất là sang trọng. Đây là phòng khách và đây là phòng bếp ạ. Đây là căn bếp của ngôi nhà. Toàn bộ căn bếp của ngôi nhà, tủ bếp là được làm bằng gỗ công nghiệp cao cấp và với cái màu trắng này thì rất là hiện đại, trang trí cho cái bếp của chúng ta rất là sáng, rộng. Và đặc biệt là ở đây là có kính hút bếp. Kính hút bếp của bọn em là kính Minh Long nha mọi người, chất lượng cực kỳ tuyệt vời luôn. Có đầy đủ hệ thống vòi rửa bát cũng như là chậu rửa bát, tất cả chất liệu đều là súp 304 được nhập trực tiếp từ là bên Hàn Quốc về. Ở đây có nhà vệ sinh ở đây là đầy đủ và bồn cầu cũng như là ở dưới tầng 1 này là bọn em đặt hệ thống máy bơm nước lên cho toàn bộ ngôi nhà. Tiếp theo em xin giới thiệu với mọi người tầng 2 của ngôi nhà. Tầng 2 của ngôi nhà này toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang đều là bằng chất liệu gỗ linoleum phi. Đây ạ, đây là lên tới tầng 2 của ngôi nhà đây ạ. Mọi người có thể nhìn rất là chi tiết. Và đây là nhà vệ sinh của cái tầng 2 này thì là đầy đủ hệ thống thiết bị vệ sinh cũng như bồn cầu, lavabo, vòi xịt và sen tắm rất là đầy đủ, rất là chi tiết. Gương tắm rộng rãi thoáng. Đây là phòng ngủ tầng 2 của ngôi nhà. Phòng ngủ tầng 2 của ngôi nhà cũng được trang trí đầy đủ hết cả đèn LED cũng như là hệ thống trần thạch cao, điện đèn ngủ rất là hợp lý. Đặc biệt là ở tầng 2 này có ban công của ngôi nhà, cửa kính là bằng nhôm hệ. Đây là ban công của nhà đây, rất là thoáng mát. Mọi người có thể nhìn thấy luôn ạ. Ở dưới phía dưới chân em là chính là cái hệ thống lát nền của ngôi nhà, chính là bằng lát phòng gỗ cao cấp. Tất cả đều là hàng nhập khẩu hết ạ. Mỗi một phòng ngủ của bọn em đều là thiết kế chi tiết để chờ ống chờ điều hòa cũng như là áp tổng của cái áp chờ điều hòa này. Những cái chi tiết nhỏ này rất là ấn tượng. Tiếp theo mời mọi người lên tầng 3 của ngôi nhà. Tầng 3 của ngôi nhà thì cũng được thiết kế gần giống với lại tầng 2, cũng gồm một nhà vệ sinh và một phòng ngủ.
Tầng 3 của ngôi nhà cũng gần giống như là tầng 2 thôi, cũng có đầy đủ thiết bị vệ sinh, phòng ngủ. Ở trên này, ở trên tầng 3 này thì không lát sàn gỗ nữa mà lát bằng gạch granite nha mọi người. Gạch granite giả gỗ cho nên nhìn rất là sang trọng. Và ở đây là bọn em làm thiết kế cửa sổ để lấy sáng vào nhà. Tất cả hệ thống cửa văn phòng của bên em đều làm chất liệu bằng gỗ lim nam phi cao cấp. Đây ạ. Cửa trong phòng là gỗ rất là chắc chắn, an toàn. Sau đây em xin giới thiệu với mọi người tầng 4 của ngôi nhà. Thì tầng 4 của ngôi nhà thì là được sắp đặt là một phòng thờ và một sân phơi. Mọi người có thể nhìn thấy có vòi để chăm sóc cũng như là để hệ thống máy giặt rất là thoáng. Thì đây là căn nhà em giới thiệu với mọi người với diện tích là 30m², xây 4 tầng và hướng nhà là hướng đông bắc, có giá bán giá chào là 2.250.000.000 cho mọi người. Thì là mọi người có nhu cầu liên hệ với em Ánh theo số điện thoại trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041414. Mọi người thấy hay thì là like video giúp em cũng như là đăng ký kênh để có thể theo dõi được nhiều video hơn nữa. Em xin chân thành cảm ơn.